Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin ý kiến xung quanh việc không giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn tối thiểu. Ngày 7 tháng 10, AFA tiếng Việt bình luận không giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn tối thiểu vì sao? AFA cho biết mới đây Bộ Công an đã bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền so với Nghị định số 100 năm 2019 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Nghị định 100 do Chính phủ ban hành hôm 30 tháng 12 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tức là chỉ sau 2 ngày ký. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn Nghị định 100, theo đó mức phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Như vậy, chỉ cần có nồng độ cồn là đã bị phạt. Điều này gây nhiều phản ứng trong dư luận. Theo AFA, tại dự thảo hồi tháng 8 năm nay, Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt tiền xuống còn từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng thay vì mức phạt 6 đến 8 triệu đồng như quy định hiện hành đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy. Mức phạt đề xuất giảm xuống còn 400.000 đồng đến 600.000 đồng thay vì phạt từ 2 đến 3 triệu đồng như quy định hiện hành. Tuy vậy, AFA cũng cho biết chỉ 2 tháng sau, tại dự thảo mới nhất đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an đã rút đề xuất nói trên, giữ lại mức phạt cũ, đồng thời bị trừ 3 điểm trong giấy phép lái xe. AFA dẫn quan điểm của một cựu công an nói: "Theo tôi biết, ở nước ngoài, ngoài việc đo nồng độ cồn thì cảnh sát kiểm tra hành vi của người lái xe vì tửu lượng mỗi người mỗi khác. Nhưng ở Việt Nam thì chỉ biết đo nồng độ rồi phạt một cách máy móc. Mục đích là công an phải móc được tiền trong túi người dân. Trước đây có đề xuất giảm mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Nhưng đó chỉ là hành vi mị dân, cho thấy có vẻ dân chủ, chứ thực tế không bao giờ họ giảm mức phạt." AFA dẫn lời một nữ tài xế cho rằng tất cả là do quản lý, họ không quản lý được độ chính xác khi đo nồng độ cồn, không giải quyết được việc không uống rượu mà nồng độ cồn vẫn có trong máu, do uống nước trái cây lên men chẳng hạn, nên họ phạt hết, khỏi tranh cãi. AFA dẫn nghị định về phân bổ ngân sách trung ương được Quốc hội thông qua chiều ngày 10 tháng 11 năm 2023. Theo đó, Bộ Công an được hưởng 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2022, 15% còn lại dành cho các địa phương để chi cho các lực lượng khác tại địa phương tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Vẫn theo AFA, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 2.100.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Số tiền phạt thu được là hơn 4.000 tỷ đồng. AFA dẫn ý kiến của một nhà báo ẩn danh cho rằng rượu bia luôn được xếp vào nguyên nhân đầu tiên gây tai nạn giao thông. Chính vì quan điểm đó mà họ phạt vi phạm nồng độ cồn rất nặng. Hơn nữa, triết lý của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xưa nay là thi hành trước, khiếu nại sau. Về việc họ dứt khoát không giảm mức đóng phạt, cho thấy phía công an coi đây là một nguồn doanh thu của họ. Nếu họ giảm mức phạt, có nghĩa là thu nhập của công an giảm. Công an coi việc phạt này là kinh doanh của một doanh nghiệp, chứ không phải là một hình thức giáo dục người dân tuân thủ luật lệ giao thông. Thực tế, mức phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhưng tai nạn giao thông thì vẫn tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Chỉ có doanh thu từ các quán nhậu, doanh thu từ các nhà máy bia rượu là giảm. Như vậy, lập luận phạt nặng người uống rượu bia để giảm tai nạn giao thông là không thuyết phục. Theo thông tư mới, người dân có còn được quyền giám sát công an bằng ghi âm, ghi hình hay không? Ngày 6 tháng 10, BBC tiếng Việt cho hay Bộ Công an sửa đổi quy định giám sát cảnh sát giao thông ảnh hưởng thế nào? BBC cho biết, trong thông tư số 46 trên 2024 mới ban hành, Bộ Công an đã bãi bỏ quy định về việc người dân giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình, đồng thời giảm bớt nội dung lực lượng công an phải công khai
trang phục, số hiệu công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn quan điểm của luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật Thế giới pháp luật, cho rằng việc sửa đổi quy định này sẽ tác động rất lớn đến sự tự tin của người dân trong việc ghi âm, ghi hình, nhất là đối với người thiếu hiểu biết. Nó tạo ra vùng xám về mặt pháp lý do thiếu quy định cụ thể, tạo sự mơ hồ cho các cán bộ trong xử lý tình huống liên quan, làm giảm động lực giám sát, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động công vụ. Hiểu nhầm việc bỏ quy định là hạn chế quyền ghi âm, ghi hình. BBC dẫn báo chính phủ cho biết nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là do Bộ Công an đánh giá rằng việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi, chưa khách quan, chưa đúng quy định, lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội. Bộ Công an còn giải thích rằng có một số đối tượng chống đối đã lợi dụng, xúi dục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi, gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hình ảnh một video ghi lại cảnh cảnh sát giao thông đánh người. Theo luật sư Sơn, cần cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan, tức là đảm bảo quyền giám sát của công dân để tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của lực lượng thực thi pháp luật, cũng như bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho cán bộ cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ. BBC dẫn phần bình luận dưới bài đăng về sự thay đổi này trên báo Tuổi Trẻ Online. Nhiều người cho rằng việc bỏ quy định này có thể khiến người dân không còn bằng chứng nếu có sai phạm xảy ra trong quá trình làm việc với cảnh sát giao thông. Theo BBC, cần làm rõ rằng dù quy định trên đã được bỏ đi, người dân vẫn có thể ghi âm ghi hình khi làm việc với cảnh sát giao thông. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật là người dân được phép làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, việc giám sát cần đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi công vụ. Không được vào khu vực thực thi công vụ trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Hình ảnh một cảnh sát giao thông nhận mãi lộ bị ghi lại. BBC trích dẫn tài khoản Facebook cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu cho rằng việc loại bỏ hình thức ghi âm ghi hình có thể hạn chế quyền giám sát và tiếp cận thông tin của người dân, đồng thời có thể khiến tình trạng lạm dụng quyền khi thi hành công vụ trở nên trầm trọng hơn. Tôi không tin rằng việc hạn chế ghi âm ghi hình là nhằm bảo đảm an ninh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Giao thông là hoạt động diễn ra công khai trên đường phố, không phải là hoạt động bí mật cần phải bảo đảm an ninh. BBC cũng cho biết việc Cảnh sát Giao thông Việt Nam nhận mãi lộ từng được báo chí đưa tin, ví dụ vào tháng 11 năm 2020, chính Cảnh sát Giao thông ở Tiền Giang bị kỷ luật vì nhận mãi lộ theo đơn tố cáo của người dân. Trên các trang mạng xã hội không thiếu những video quay cảnh làm việc với Cảnh sát Giao thông với cáo buộc những cán bộ này nhận mãi lộ. BBC nhắc đến vụ điển hình gây tranh cãi là vụ logo xe vua xảy ra vào năm 2022 do chỉ có người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ mà không xác định được người nhận hối lộ. Khi đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu đích danh tên của 80 cán bộ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông nhận hối lộ, cụ thể địa điểm nhận hối lộ. Nhưng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nói rằng chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ của các cán bộ giao thông liên quan. Tuy nhiên, có 9 bị cáo bị kết án tù do tội đưa hối lộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin. Theo thông tư mới, người dân có còn được quyền giám sát công an bằng ghi âm, ghi hình hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.